nay em xin giới thiệu với cả nhà mình cái mặt bông của cái mai giảo lá rí ha cả nhà. Thì cái mặt bông đó thì tầm khoảng từ 5 tới 6 cm ha cả nhà. Cái màu nó rất là đậm ha. Thì em để cái bàn tay cho cả nhà mình xem thử cái kích cỡ nó là bao bao lớn ha. Xong rồi em có quay cái clip mà nó em vô tình em xóa mất ha. Vậy chỉ còn mấy cái ảnh thì để cho cả nhà mình xem ha. Cái nói chung cái lá nó nhỏ nhưng mà hoa cũng tương đối là to ha cả nhà. Đó, cái lá là khi ghép vô cây lớn lá rất là nhỏ và cái màu nó đậm ha. Cái bông cũng tương đối là to mà màu đậm. Thì em xin giới thiệu cho cả nhà mình biết cái mặt bông nó như thế nào để mình có sự lựa chọn thích hợp ha cả nhà. Mến chào cả nhà đã quay lại với kênh của em. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 6. Bên em có mà lên một cái clip để giao lưu cả nhà một số mai giống tại vườn nhà em ha. Thì trước tiên là em xin giới thiệu với cả nhà một cái giống mai cũng tương đối là mới ha cả nhà, tương đối mới. Thì trước mắt em là cây mai lá rí nha cả nhà. Giảo lá rí. Thì cái dòng mai này thì cũng ít anh em biết ha, ít anh em biết tới, cũng số anh em biết rồi nhưng một số anh em thì chưa biết. Bây giờ dòng này đặc điểm của nó là cái lá nó rất là nhỏ nha cả nhà, cái lá nó rất là nhỏ thì cũng như cái tên gọi nó thì lá rí thì lá nó nhỏ ha cả nhà. Thì để em so sánh với cho mấy anh em mình xem. Đấy, một cái lá mai bình thường ha với một cái lá mai lá rí. Thì cái lá mai này nó bằng như cái lá mai như anh em biết cái mai chiếu thị lá trung á. Mai chiếu thị lá trung cũng một số nhiều người gọi là cái mai sim á ha. Thì nó bằng cái trạng đó ha cả nhà, nó rất là nhỏ. Nó chỉ bằng 1/20 cái lá mai bình thường thôi. Ha. Rất là nhỏ luôn. Nhưng mà đặc biệt á là cái lá nhỏ nhưng cái bông nó rất là to nha cả nhà. Bông nó cũng tầm tầm gần bằng giảo Thủ Đức ha, nhỏ hơn mai giảo Thủ Đức xí xíu. Chứ không phải như cây mai Mỹ nha cả nhà. Cây mai Mỹ thì cái lá nó nhỏ nhưng mà cái hoa nó cũng nhỏ luôn. Còn cái này cái hoa nó rất là to. Thì em sẽ để mặt bông bên dưới cho cả nhà mình xem ha. Cái đặc biệt, điều đặc biệt của nó nữa thì cái cây mai này càng sung thì cái lá càng nhỏ nha cả nhà. Như những cây lúc mà nó mới ra cái lá nó còn yếu, cái lá nó to. Thì từ từ mình nuôi càng mạnh thì lá càng nhỏ lại. Nó đặc điểm nó là vậy. Này thích hợp cho chúng ta chơi cây mai bonsai ha, chơi bonsai mini á, là hết ý. Khi mà nó ra mỗi một cái nách lá nó đều có nhánh hết nha cả nhà. Nó ra mỗi nách lá đều có nhánh hết. Đấy. Thì cái này nó khi chúng ta ghép nó sẽ mau ấm tàn lắm. Thì nó ra nhánh vậy cũng đồng nghĩa với nó cũng dễ ra kiểu rễ ganh nụ ha. Thì cái cây như thế này á, bên vườn nhà em giao lưu với cả nhà mình là 150 một cây. Tại do cái giống này còn mới quá, lúc em mua mò cái giá cũng còn hơi cao. Nên giao lưu với cả nhà mình 150 một cây ha. Thì em ship từ 2 cây. Em ship từ 2 cây ha, 2 cây thì em bao phí ship. Còn nếu anh chị em mình nào mà lấy 3 cây á, 3 cây thì em để cho chẳng 400. 3 cây là 450 nhưng mà anh chị em nào lấy 3 cây á, thì để cho mấy anh chị em mình 400 ngàn ha, 3 cây. Thì cái chạng em ghép á, thì cái gốc nó không có lớn nha cả nhà, gốc nó bằng điếu thuốc thôi. Nhưng mà được cái củ nó to, cái củ to, cái lô này thì đế đẹp hết, mấy anh chị em mình an tâm cái vấn đề gốc đế ha, gốc đế nó rất là ok. Thì hiện tại á, thì cây nó cao tầm khoảng từ 10 tới 15 cm thôi nha cả nhà. Nó ra một cơi, bắt đầu đi cơi 2 nè, mấy anh chị em mình thấy nó đang... Nó ra cơ hai là đọt đỏ nó đang phúng ra nè ha. Thì hiện tại bên vườn nhà em đang có hai dòng, một dòng giảo lá rí và một dòng là cúc lá rí. Nhưng mà hiện tại giảo lá rí của em 2 tháng nữa mới có xuất ra giao lưu với cả nhà mình ha. Còn hiện tại thì giao lưu cả nhà mình cái dòng là dòng giảo. Thì hoa của nó là từ 8 tới 12 cánh nha cả nhà. Hoa rất là to, rất là đẹp. Cái màu nó đậm lắm, nó vàng nghệ, nhìn rất là dễ thương. Thì
100% là những cái cây ở vườn em đều vẫn rễ đẹp hết ha cả nhà. Đấy, mấy anh em xem rễ đẹp hết. Do cái lá nó nhỏ quá mình quay vô nhìn cái cây khó dòm. Đấy, phải có cái phông nền rồi mình mới thấy rõ được cây. Lá rất là nhỏ, rất là dễ thương. Nhiều cô chú anh chị ghé vườn em nhìn không biết đây là cái cây mai ha cả nhà. Cái này mà đúng ra thì nếu như cả nhà mình chưa có thấy cái hoạt mặt hoa cũng nhiều khi cũng chưa có dám mua. Đấy, nhìn nó không biết phải cây mai không. Thì cũng nhắc lại cả nhà mình ha, cái lô mai này thì em giao lưu cả nhà mình là 150 một cây, thì em ship từ 2 cây. Mà nếu như anh chị em nào lấy 3 cây á, thì em để cái giá là 400.000 ha, 400.000 bao phí ship cả nhà mình. Thì khi cây tới nó có bị gãy hư gì á thì em bao gãy đổi ha. Ví dụ thì đóng thùng thì đôi lúc nó cũng phải có sơ suất này nọ ha, thì em sẽ hoàn, em sẽ chuyển tiền lại cho cả nhà mình. Rồi thì em xin kết thúc cái clip tại đây ha, rất mong được sự ủng hộ cả nhà mình, giúp cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà.